đội bóng trường Raymond đang chống lại những kẻ muốn xóa bỏ bóng đá bằng cách thay đổi dòng thời gian. Nên bọn tớ du hành xuyên thời gian để tạo ra đội bóng mạnh nhất trong lịch sử. Ray Rook, tiến hành đi. Vâng, triển khai kế hoạch 14 ngay lập tức. Bộ phim Đội bóng tia chớp tập 79. Vua khủng long xuất hiện. Này các cậu, tớ ở trên này. Không hiểu nổi anh chàng này, cậu ta có biết mệt là gì không vậy? Sao đá sống ở trong hang đá đằng kia? Cuối cùng ta cũng đến nơi rồi à? Một con khủng long còn mạnh hơn khủng long bạo chúa. Ta nhất định phải lấy được sức mạnh của nó. Ừ. Này sao đá, ra đây đi, các bạn tớ muốn gặp cậu. Ôi trời ơi, cảm ơn cậu đã ra đón bọn tớ. Vậy ra đây là sao đá, nó to lớn thật. Tại sao nó lại tấn công chúng ta? Này, sao cậu lại tấn công bọn họ? Họ không phải kẻ thù, họ là những người tốt. Sao? Có chuyện gì cơ? Ôi không, Top. Orion, chạy đi, các khủng long sẽ ăn thịt hết chúng ta. Thật kỳ lạ, bình thường sao đá rất hiền và không bao giờ tấn công bạn của tớ. Hiện giờ nó không hiền chút nào. Cậu ta có thể sử dụng linh hồn chiến đấu à? Bình tĩnh lại đi được không, sao đá? Ôi trời ơi! Sao vậy nhỉ? Thường thì cách này vẫn có hiệu quả. Để việc này cho bọn tớ lo thôi. Các cậu ấy đang làm gì vậy? Orion! So! Victor! Viên đạn tử thần! Các cậu vừa làm gì vậy? Bỗng dưng sao đá bình tĩnh và ngoan hẳn. Đó là bóng đá. Bóng đá à? Ôi, bóng đá quả là tuyệt vời. Nếu lúc trước sao đá là một con khủng long rất hiền, thì cái gì đã khiến nó thay đổi như vậy? Cậu ấy đang nói chuyện với nó à? Nó bảo sao? Nó nói gì vậy? Nó bảo là có một người lạ đến và tấn công nó bằng một quả cầu. Người của Eldorado đã đến đây trước chúng ta và đã thôi miên được sao đá. Ta đi đâu bọn chúng cũng bám theo. Tớ bắt đầu thấy ghét bọn chúng rồi đấy. Hình như nó đang bị ốm hay sao ấy. Ừ, nó nên nghỉ ngơi. Nó bảo là có lẽ nó sắp qua đời. Bọn tớ có giúp được gì nó không? Đây là cuộc sống. Tất cả các sinh vật cuối cùng đều phải chết.
Đó là quy luật của tự nhiên mà. Sao cơ? Bích à? Tớ hiểu rồi. Bích ư? Bích là cái gì? Một con khủng long con. Ừ, đó là Bích, khủng long con duy nhất của Sao Đá. Sao Đá đã cố hết sức để chăm sóc và nuôi nấng Bích. Nhưng giờ nó lo là nó sẽ không thể tiếp tục nuôi dưỡng Bích được nữa. Tội nghiệp thật. Việc này có thể sẽ là vấn đề đấy. Nếu sức mạnh của Sao Đá đang giảm sút thì ta không thể thực hiện Missy Max được. Này, cái gì vậy? Một con khủng long ba sừng. Con sừng chết làm gì ở đây vậy? Sừng chết à? Nó là con khủng long dữ tợn nhất, thung lũng ác thú, và nó luôn muốn trở thành bá chủ. Nó định tấn công Sao Đá. Đừng, Sao Đá. Nó đang cố bảo vệ khủng long con. Đó là bản năng của cha mẹ. Ta phải giúp Sao Đá. Đi nào các cậu. Được. Đi nào. Go đi. Cú sút hay lắm. Ricardo, cú sút ngân vang. Thành công rồi. Ôi không, Bích. Sao Đá cố lên. Được rồi, Sao Đá đúng là ngôi sao. Ôi, Sao Đá. Nó đã đánh bại con sừng chết, nhưng cũng đã kiệt sức rồi. Dậy đi, Sao Đá. Không, Sao Đá. Đừng chết. Ôi không, Sao Đá. Chuyện này thật kinh khủng. Thì đây chính là quy luật của tự nhiên. Sao Đá, cậu là người bạn tuyệt vời. Cậu đã giúp tớ rất nhiều. Cậu đừng lo, tớ hứa sẽ chăm sóc Bích. Cậu cứ yên nghỉ đi. Tuy cái chết là quy luật của tự nhiên, nhưng nó vẫn thật đau đớn. Cậu ấy có vẻ rất thân thiết với Sao Đá. Orion, xin hãy dạy tớ đá bóng. Tuy tớ không có răng nanh hay vuốt nhọn như bố tớ hay Sao Đá, tớ vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ cần phải bảo vệ cho Bích. Top, cậu. Được, tớ sẽ dạy cậu. Bố ơi, con về rồi. Sao nó đến đây à? Vì từ giờ ta sẽ chăm sóc cho nó. Bố nghe này, Orion sẽ dạy cho con cách đá bóng vào ngày mai. Và bóng đá có vẻ thật là thú vị. Nó khiến ta phấn khích. Nó thật tuyệt vời. Ta cùng chơi đá bóng nhé, Bích. Được không, Bích? Giờ mình phải chăm sóc cho Bích. Chăm sóc cho Bích. Này Bích. Này, cậu và tớ có điểm rất giống nhau. Cậu cũng y như tớ. Hồi bé, bố mẹ tớ cũng bỏ tớ mà đi. Tớ không biết vì lý do gì. Có lẽ họ không muốn có tớ. Nhưng cậu thì khác, Bích ạ. Mẹ cậu luôn quan tâm đến cậu, kể cả khi mẹ cậu đã lên thiên đường. Vậy có lẽ cậu vẫn hơn tớ đấy. Tớ không sao. Này Bích, không cần an ủi tớ đâu. Vậy ra phê Orion. Xin lỗi, tớ không định nghe lén đâu. Faye, cậu biết không? Faye.
Ryan, cái gì cơ? Thế nào hả Victor? Cậu ta có khả năng, nhưng cậu ấy hơi hoang dại. Không tệ chút nào. Bóng đá tuyệt thật, tớ mê trò này rồi đấy. Nghe này, ta cần nhanh chóng tìm ra mục tiêu để Missy Mark tương đương với sao đá. Thế còn con sừng chết thì sao? Nó rất mạnh, liệu ta dùng nó có được không? Nhưng nó là con vật xấu xa. Ông có thấy nó đã làm gì con sao đá không? Tôi chỉ đề xuất vậy thôi. Tiến sĩ Griffiths, ông ta đến đây từ khi nào vậy? Nghe này, giờ ta đã biết rõ bí mật của Top. Thưa chủ tịch, đây là thông tin ta điều tra được về thằng nhóc đó. Nó là con người, và nó đến từ thời đại của ta. Cái gì cơ? Nó chính xác ra, nó là người của thế hệ trước. Nó được sinh ra vào thời máy du hành thời gian mới được phát minh. Lúc đó công nghệ này vẫn chưa được chính xác và có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Đúng thế. Và do một vụ tai nạn như vậy, nên cậu ta mới trở về kỳ phấn trắng, thưa chủ tịch. Thêm nữa, máy do thám mới phát hiện ra một khoang cứu hộ. Nên rất có thể trong vụ tai nạn, cha mẹ của đứa bé đã đặt cậu ta vào trong khoang cứu hộ giúp cậu ta thoát nạn. Khoang cứu hộ trôi trong đường hầm thời gian và đi về thời kỳ này. Số phận đưa khoang chứa cùng với đứa bé rơi vào tổ của một con khủng long. Con khủng long nghĩ rằng cậu ta là con của nó và chăm sóc cho nó. Vậy bằng cách nào mà thằng bé biết ngôn ngữ của chúng ta? Bên trong khoang cứu hộ có cả chương trình giáo dục, nên cậu ta đã học nó trong thời gian du hành. Và để duy trì sự sống, khoang cứu hộ liên tục cung cấp dinh dưỡng nuôi sống đứa bé. Ta hiểu rồi. Nó là một đứa bé lạc trong quá khứ. Chuyện là như thế đấy. Vậy nghĩa là Top đến từ tương lai à? Trung tâm quản lý dòng thời gian hiện đang nỗ lực tìm kiếm cha mẹ của Top. Giờ không rõ liệu họ còn sống hay không. Nhưng nếu họ còn sống... Ôi trời ơi, tiến sĩ Griffiths. Tớ hy vọng một ngày nào đó Top sẽ được gặp lại cha mẹ thật sự của mình. Ừ, tớ cũng vậy. Có gì không ổn hả Faye? Không, không có gì đâu JP. Đã tìm thấy mục tiêu. Sao cơ? Thiết bị hình cầu. Chẳng nhẽ hắn là... chế độ di chuyển. Chuyện này là thế nào vậy? Là ngươi. Ngươi là người đã tấn công sao đá bạn của ta phải không? Ta nhận ra mùi của ngươi. Giờ sao đá đã chết. Vì thế các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ phải không? Các ngươi nên bỏ cuộc thi thì hơn. Ngươi là cái gì mà bọn ta làm vậy? Ray, cách duy nhất là đánh bại bọn chúng. Các cậu là người của Eldorado phải không? Tên cậu là gì? Tên ta à? Được rồi. Có lẽ cho ngươi biết cũng không hại gì. Cho phép ta giới thiệu, ta là Ray Rook. Và đây là đội tổ hợp hoàn hảo. Ta là đội trưởng. Các ngươi là tổ hợp hoàn hảo à? Đây là đội mạnh mẽ nhất mà tiến sĩ Critics có nhắc đến phải không? Phải rồi, nếu ta đánh bại họ, ta sẽ cứu được anh Mark Evans cũng như bóng đá. Ryan, hãy để tớ giúp các cậu. Nhưng Top, cậu, tớ không thể tha thứ cho chúng vì những gì chúng đã làm với sao đá. Tớ... được rồi, hay lắm. Chờ đã, nếu cậu ta thi đấu thì ai sẽ đứng ngoài? Thôi được rồi, có lẽ lần này sẽ là tớ. Ray Rook, đánh bại Raymond đi. Vâng, tiến hành kế hoạch 14. Đánh bại Raymond. Ôi, đây là cơ hội để mình làm huấn luyện viên cho trận đấu đấy. Đối thủ là tổ hợp hoàn hảo, đội mạnh nhất của Eldorado. Đây đúng là cơ hội hoàn hảo để mình thể hiện khả năng huấn luyện. Nhất định mình sẽ tỏa sáng. Bố tớ sẽ là người chỉ đạo trận đấu này. Sao bố cậu làm huấn luyện viên được? Ông ta không phải con người. Thì ông cũng đâu phải con người đâu, Wonderbot. Anh à, cho hai suất mực nướng nhá. Giờ ta đông khách lắm, nên anh đừng bỏ đi đâu đấy nhá. Ừ, anh có đi đâu đâu. Sắp xong chưa? Lại biến mất rồi. Gì vậy? Tôi đang nướng mực. Sao tôi lại bị khủng long vây quanh thế này? Chẳng nhẽ là... đội Raymond giờ đã có thêm một thành viên mới. Xin chào mừng Top. Hôm nay Raymond sẽ đối mặt với đội mạnh nhất của Eldorado là tổ hợp hoàn hảo. Họ mạnh đến mức nào chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Giờ trận đấu tại sân bóng đá hoang dã chuẩn bị bắt đầu. Không biết họ có mạnh như ta nghĩ không? Ừ, tớ không thấy họ có vẻ gì là mạnh cả. Nhưng trông họ thật kỳ lạ. Khả năng các người chiến thắng trận đấu này gần như là bằng không. Vậy mà bọn ta vẫn phải thi đấu. Nên ta bắt đầu nhanh đi. Tổ hợp hoàn hảo bắt đầu hiệp đấu thứ nhất. Tổ hợp hoàn hảo tấn công một cách chóng vánh. Sao chúng nhanh vậy?
nào rồi. Tớ hoàn hảo đã ghi bàn ngay trong phút thi đấu thứ nhất. Nhanh quá vậy. Giờ bọn ta dẫn trước, khả năng chiến thắng của đội các ngươi càng giảm. Cái gì? Này, mọi người có để ý là chúng không biểu lộ chút cảm xúc nào không? Có lẽ vậy nên đội có tên là tổ hợp hoàn hảo, vì tất cả các thành viên đều hoàn hảo. Đây là đặc vụ mạnh nhất của Eldorado. Raymond ra bóng và trận đấu tiếp tục. Hắn nhanh thật. Này JP, Missy mắc lưu bị. Tổ hợp hoàn hảo lại ghi thêm một bàn thắng nữa. Ngay cả Missy mắc cũng không có tác dụng. Tại sao lại không có cơ chứ? Đứng dậy đi JP. Trận đấu giờ hoàn toàn nghiêng về một phía. Tổ hợp hoàn hảo tiếp tục tấn công và liên tiếp ghi bàn trong hiệp 2. Vào rồi. Và đó là bàn thắng thứ 11. Cậu có sao không? Tớ không sao. Ta không thể để chúng tiếp tục ghi bàn. Anh nói đúng. Raymond cướp được bóng nhưng không thể giữ bóng. Cố lên các cậu. Chúng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bột bánh gạo. Hàng phòng ngự đã bị phá vỡ. Người duy nhất còn lại là Thorpe. Mình phải chặn hắn lại. Bố nói đúng. Còn có thể dùng sức mạnh đó. Cảm ơn bố đã nhắc. Để xem người có gì nào. Chiến binh báo cổ đại. Missy mắc lưu bị. JP đã chặn được bóng. Vào rồi. Và trận đấu đã kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 19-0. Chúng ta đã thất bại thảm hại. Giờ hãy dùng chế độ thôi miên, Ray Rook. Cái gì vậy? Có phải đó là... Vậy là chúng đã chạy thoát. Chế độ di chuyển. Vừa rồi nguy hiểm quá nhỉ. Tiến sĩ Griffiths. Bọn tớ cần đánh bại tổ hợp hoàn hảo. Giữa trận đấu, Faye nảy ra ý tưởng mới. Đón xem tập tiếp theo, trận đấu quyết định tại thung lũng ác thú. Châm ngôn của đội bóng ngày hôm nay là... Bóng đá thật là thú vị. Vậy thôi.